Thí sinh Mai Phương Thúy, số danh 189. Câu hỏi dành cho Mai Phương Thúy như sau: những lúc nào bạn cảm thấy mình thiếu tự tin nhất? Đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng và thương yêu nhất của mình đến ban giám khảo cùng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hậu Việt Nam 2006. Sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình. Theo em, trong cuộc sống ai cũng muốn vươn đến một cái vẻ đẹp hoàn thiện về nhân cách, về hình thức, về tâm hồn. Chính vì thế con người rất có ý thức để trang bị cho mình những cái hành trang để có thể trở thành một người tự tin trong cuộc sống. Vì vậy, theo em, lúc em cảm thấy thiếu tự tin nhất, đó chính là lúc mà em cảm thấy mình chưa trang bị đủ cho mình những cái kiến thức, những điều tốt đẹp để có thể trở thành một người phụ nữ Việt Nam, mang vẻ đẹp Việt Nam, nhân cách Việt Nam, mang trái tim Việt Nam. Em xin hết ạ. Xin được chúc mừng Mai Phương Thúy.